Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review chiếc màn hình vi tính Acer HA270B, một chiếc màn hình siêu mỏng. Và đây là tất cả những gì mình đã đập hộp và có trong thùng đựng. Thì chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước 27 inch. Rồi đây là sách hướng dẫn. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bộ chân đế, một cái cổng VGA, một cái dây nguồn và một cái adapter, và một cái cổng HDMI. Còn đây là mặt trước của màn hình với một cái thiết kế rất là đơn giản. Phần chân đế thì chắc chắn, tuy nhiên là nó sẽ không có xoay được. Với cái góc nhìn này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái độ mỏng của nó. Và mình dùng thước đo thì nó chưa tới 7mm, tầm đâu khoảng 6 chấm mấy á. Và xoay góc nghiêng vào một chút xíu nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái độ sexy của chiếc màn hình này. Còn đây là mặt sau của màn hình, chúng ta sẽ có một cái logo Acer nằm ở phía góc trên. Góc ở phía dưới thì chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối, có một cái cổng HDMI, một cổng VGA, một cái jack cắm 3.5mm. Tiếp theo là một cái cổng nguồn. Các cái phím bấm để điều chỉnh màn hình thì nó sẽ nằm ở mặt dưới. Thông số kỹ thuật của chiếc màn hình Acer HA270B thì chúng ta sẽ có là kích thước 27 inch, độ phân giải Full HD. Rồi tấm nền là IPS, góc nhìn 178 độ. Tiếp theo là chúng ta sẽ có độ sáng là 250 nits, tần số quét của màn hình là 75 Hz, độ phản hồi là 1 ms vab, rồi có AMD Ryzen, có tính năng là quan sát xanh, rồi và được bảo hành là 3S1. Với thông số như vậy thì chiếc màn hình này hiển thị khá là tốt, màu sắc đẹp tươi và cái độ đậm của màu đen rất là sâu. Và màn hình dùng tấm nền IPS cho nên cái góc nhìn của nó nhìn rất là thoải mái. Với một cái góc nhìn nghiêng như thế này nhưng mà chúng ta vẫn nhìn rõ hình ảnh chi tiết, đẹp, không có bị chóa. Và cái tấm nền IPS thì nó hiển thị màu cũng khá là tốt. Ở đây mình dùng chỉnh Photoshop thì màu sắc nó hiển thị cũng khá là trung thực. Với cái kích thước là 27 inch thì chúng ta sẽ có một không gian để trải nghiệm rất là rộng. Ở đây mình chia màn hình ra làm hai bên. Một bên là mình coi MV, còn bên kia mình dùng để lướt Facebook hoặc là chúng ta đọc báo này kia. Rất là tiện lợi. Và cái kích thước là 27 inch thì các bạn trải nghiệm coi phim rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ coi những cái bộ phim mà tỷ lệ nó là 16:9 á thì nó sẽ full hết cái màn hình ra. Coi rất là đã. Chuyển sang phần chơi game thì với cái thông số là 27 inch nè, rồi tần số quét là 75 Hz, độ phản hồi 1 ms vab, thì khi chơi game chúng ta sẽ không có gì để phàn nàn với chiếc màn hình này luôn. Chơi game liên minh điện thoại trên cái màn hình này thì rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ thấy được hình ảnh rõ ràng, sắc nét, màu sắc thì rất là đẹp. Rồi chơi game PUBG thì chúng ta cũng thấy là màn hình hiển thị rất là tốt. Một cái game nhập vai nè, rồi chơi theo cái kiểu sống còn thực tế. Rồi cảnh trong game thì cũng rất là đẹp, rất là sống động. Vậy là mình đã review xong chiếc màn hình Acer HA270B với cái mức giá là 4,5 triệu trong phân khúc màn hình 27 inch. Thì mình nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn tốt. Chúng ta sẽ có một cái màn hình tấm nền IPS nè, rồi tần số quét 75 Hz, độ phản hồi 1 ms vab, rồi chúng ta sẽ được hưởng chế độ bảo hành 3S1 luôn, và cái màn hình này bảo hành tới 3 năm các bạn đó. Và đặc biệt đó là nó rất là mỏng, cực kỳ mỏng luôn. Khi các bạn để vào cái góc máy tính của mình đó, thì nó sẽ rất là gọn, rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn các bạn đã coi video của mình.